Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023 của các đơn vị thuộc khối nông nghiệp và thủy sản. Năm 2022, giá trị sản xuất chăn nuôi trên địa bàn tỉnh đạt gần 6.820 tỷ đồng, tăng trên 5,4% so với năm 2021. Trong đó có nhiều chỉ tiêu được thực hiện vượt kế hoạch, như giá trị sản xuất chăn nuôi đạt gần 6.820 tỷ đồng, tăng 5,4% so với năm trước. Giá trị sản xuất trồng trọt đạt hơn 5.796 tỷ đồng. Năm 2023, các đơn vị tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, tăng cường chuyển đổi cơ cấu giống cây trồng, vật nuôi, theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả, phát triển các vùng sản xuất hàng hóa tập trung, đặc biệt là đối với nhóm sản phẩm nông nghiệp chủ lực của tỉnh.